Tiểu tử, đi theo bọn ta lâu như vậy, vất vả lắm đúng không? Đánh bao tới đây. Tên khốn kiếp. Trời ơi, bánh bao của ta. Đuổi theo. Ôi, đổ bể hết rồi. Tên tiểu tử này, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là kẻ thù của cha con Dạng thị. Đuổi theo, đi. Địch Dân, ông thật sự xác định là Địch Dân? Không còn gì nghi ngờ, là tự hắn nói đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Vài ngày trước, những người thuộc hạ phái đi ở Tế Châu tận mắt chứng kiến hắn giết Trần Đại Chủy, cho nên ta luôn bí mật theo dõi hắn. Được, công lao của ông không nhỏ đâu, đa tạ đại nhân. Nếu như quả thật Địch Dân đến Kinh Châu, hắn nhất định sẽ đến Dạng gia. Như vậy, ông phái người theo dõi cho ta, tuyệt đối không được đánh rắn động sà. Dạ. Người đất đây. 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 Sư huynh, huynh nói ta nặng đẹp hay là họ nặng đẹp? Đương nhiên là muội nặng đẹp rồi. Rốt cuộc ngài có mua không? Xin lỗi, ta muốn hỏi thăm một người. Xin hỏi Lăng tri phủ Lăng đại nhân có còn đang nhậm chức không? Bây giờ ông ấy vẫn còn làm tri phủ. Cảm ơn. Bổn quan nghe nói tiên sinh đọc rất nhiều sách thơ, đặc biệt là đối với thơ cổ. Bổn quan muốn thỉnh giáo, trong các bài thơ cổ tả Kinh Châu, bài nào hay nhất vậy? Kinh Châu trong lịch sử, mặc dù là chiến trường của các quân sư, nhưng thơ cổ miêu tả Kinh Châu lại có rất ít. Mặc dù trong một số bài thơ đường có đề cập đến từ Kinh Châu, nhưng không có nội dung thực sự. Giang Lăng thuộc Kinh Châu được các thời đại ca ngợi. Vậy có thể mời tiên sinh tặng cho vài câu không? Nhà thơ Lý Bạch từng có câu rất hay: Giang Lăng ngàn dặm một ngày về. Đại nhân đương nhiên biết là còn có một nhà thơ khác tên vô danh thời Bắc Ngụy, người có một bài ngũ ngôn tứ tuyệt tình cờ đi ngang qua Giang Lăng đã làm ra, miêu tả Giang Lăng rất sống động. Điều kỳ lạ là tại sao không được đưa vào các tuyển tập thơ? Tiên sinh, Lăng mổ nguyện xin lắng nghe. Được, mời. Mời. Đi thuyền qua Giang Lăng, hai bên bờ nghe tiếng khóc. Đương Nguyên Đế không thấy đâu, duy chỉ tụng kinh Phật. Đại nhân chê cười rồi. Đương Nguyên Đế không thấy đâu, duy chỉ tụng kinh Phật. Đại nhân học nhiều biết rộng, đương nhiên sẽ biết chuyện binh ngụy diệt lương. Thơ hay. Thơ hay.
Đinh đại ca, Đinh đại ca, Đinh đại ca. Huynh đệ nghe đi. Đáng tiếc nói không hết. Huynh đệ, đệ có xem ta là đại ca của đệ không? Đinh đại ca, huynh yên tâm đi. Ngày mai ta sẽ đi thăm hỏi lăng mộ của Lăng cô nương ở đâu. Hoàn thành tâm nguyện của huynh càng sớm càng tốt. Huynh biết không, thật chết tiệt mà. Nếu như không có đám rùa nhà họ Dạng đó thì ta đã đến Kinh Châu từ lâu rồi, hại ta đi sai nhiều đường như vậy. Cũng không biết đại ca đến hay chưa. Dạng thiếu gia sao thế hả? Sao lại mời nhiều lăng trung đến như vậy? Người không biết sao, tay của Dạng thiếu gia bị bò cạp cắn, đây là không sống nổi. Lý quản gia, người về trước đi. Ngày mai ta sẽ lại tìm vài người đến. Được, ngày mai tiếp tục tìm vài người tới. Người yên tâm, ta sẽ tìm tất cả lăng trung tới. Được. Lý quản gia, những lăng trung vừa rồi thấy sao? Cũng không được. Nén hương thứ nhất, cầu xin Đức Bồ Tát phù hộ cho phu quân con thoát khỏi khổ đau, giải trừ cực độc, không còn phải chịu đau khổ do bò cạp cắn nữa. Rau muống, con cầu xin Bồ Tát phù hộ cho cha con khỏi bệnh đi. Dạ mẹ, cầu xin Bồ Tát phù hộ để cha con không còn khổ đau, không kêu than nữa. Nén thứ hai, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho cha con được bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, sớm ngày trở về. Rồi muốn con nói đi. Cầu xin Bồ Tát phù hộ cho ngoại con sống lâu trăm tuổi. Dạ. Ngoại công, rồi muốn chưa từng gặp qua ông. Ông mau về đi. Tại sao ông vẫn còn chưa về? Rồi muốn cầu xin Bồ Tát phù hộ đi con. Cầu xin Bồ Tát phù hộ ngoại công, còn phù hộ cho gia gia và cha nữa. Nén nhang thứ ba, con nguyện xin trời Phật Bồ Tát phù hộ cho huynh ấy được bình an, phù hộ cho huynh ấy vạn sự như ý, phù hộ cho huynh ấy sớm được thê hiền, sớm sinh quý tử. Mẹ ơi, mẹ lại nhớ cửu cửu rau muống rồi phải không? Rau muống, con cầu xin Bồ Tát phù hộ cửu cửu rau muống được bình an đi. Mẹ nhớ cửu cửu rau muống. Bồ Tát phù hộ cửu cửu cung hỷ phát tài, mua cho con đồ chơi thật to. Người là rau muống, con cũng là rau muống. Mẹ ơi, cửu cửu đi đâu rồi? Tại sao cửu cửu lại không về? Cửu cửu rau muống đi đến một nơi rất xa, bỏ mẹ lại một mình. Mẹ ngày nào cũng nhớ đến cửu cửu. Rau muống, con mau nói cầu xin Bồ Tát phù hộ cho cửu cửu rau muống được bình an đi con. Cửu ấy đã đi đến một nơi rất xa,
bỏ lại mẹ con mình. Mẹ ngày nào cũng nhớ đến cửu cửu của con.